Ngày hôm qua em có một cái video chia sẻ ngắn về cái mẫu xe này rồi, và hôm nay sẽ là một cái video review dài hơn và chi tiết hơn về mẫu xe này các bác nhé. Trước mắt toàn thể cô chú anh chị em, đây là một cái mẫu xe dòng xe Hyundai Porter New H150 đời 2022 nhé, đời 2022. Hiện tại thì xe đang được rút hồ sơ đăng kiểm còn tới tháng 4 năm 2024. Chiếc xe này thì đi cũng tương đối là ít thôi, đi mới có được 3 vạn nhá, đi mới có được 3 vạn. Thùng dài đo lòng được 3m17. Và chúng ta sẽ cùng đến với cả tổng thành nội thất chi tiết của mẫu xe này. Đây là một mẫu xe như sơn xi vẫn còn nguyên bản hết nhé. Sơn xi vẫn còn nguyên bản. Xe cam kết về không đâm va nhé. Toàn bộ phần đèn này, nói chung là quan trọng là các bác có phù hợp với cả công việc, với tầm tiền hay không thôi. Chứ còn xe thì nguyên bản hết. Tải trọng là 1,4 tấn nhé. Tải trọng là 1,4 tấn. Và bây giờ sẽ cùng đến với cả phần nội thất của chiếc xe này. Một mẫu xe dòng xe máy điện. Đây, tổng thành toàn bộ phần tắp bi cửa này, đi tới nội thất này. Với nội thất là ghế bọc da chân lỉ nguyên bản nhé. Ghế bọc da chân lỉ nguyên bản. Đây, đó, nội thất là ghế da chân lỉ nguyên bản này. Toàn bộ phần mặt bàn thờ táp lô, hộp để đồ đây. Đấy, khá là sâu và rộng. Toàn bộ hệ thống đài FM, điều hòa. Chiếc xe này thì điều hòa 2 chiều thì phải. Chiếc xe này hình như là có điều hòa 2 chiều. Đấy, toàn bộ phần vô lăng này, củ số này, với hộp số 6 cướp, 6 số tiến và 1 số lùi nhá. 6 số tiến và 1 số lùi. Đầy đủ điều hòa rồi, đài FM đầy đủ rồi. Chứ chưa có trang bị thêm màn hình gì cả. Nếu mà anh em mà muốn đầu tư thêm thì có thể đầu tư thêm một chút về cái màn hình nhá. Hiện tại thì đây, cho cô chú anh chị em về xem về thông số audio của cái mẫu xe này. Đây, audio hiển thị của nó là 3,3 vạn nhá. 3,3 vạn. Đấy, 3,3 vạn. Điều hòa đầy đủ, các thứ một thứ đều ok hết, mọi chức năng đều đảm bảo nhá. Đấy, chiếc xe này thì chưa có vô lăng tích hợp, vẫn cơ bản thôi. Toàn bộ phần đèn này, toàn bộ phần túi bóng che, gọi là bọc túi bóng che nắng này vẫn còn nguyên. Nói chung là những cái mẫu xe này thì gần như là không có gì để mà mô tả cả, vẫn rất là nguyên bản thôi nhé, vẫn là nguyên bản thôi. Đấy, chiếc xe này thì đây điều hòa 2 chiều, điều hòa 2 chiều. Đấy, rất là cơ bản, cũng không có quá là nhiều những cái option gì cả. Xe thì cũng không có lỗi gì cả, chỉ sẵn dùng luôn nhé. Ok, tiếp tới thì chúng ta sẽ cùng đến với cả phần thùng bệ, gầm bệ của chiếc xe này. Chiếc xe này thì đã được trang bị cái bạt mới rồi, đã có bạt mới nhé, bạt mới lắp luôn. Đấy, toàn bộ phần bửng thì có thể mở được cả 3 bửng nhé. Có thể mở được cả 3 bửng, giúp cho cái việc lên số hàng nó sẽ dễ dàng hơn. Mở được cả 3 bửng. Đối với cái mẫu xe dòng xe Hyundai thì thường họ sẽ chỉ làm sàn, đó là sàn phẳng. Đây, như cô chú anh chị em có thấy đây, đây là toàn bộ sàn phẳng này. Đấy, sàn phẳng, và thấy rằng phần sắt xi này nó khá là dày dặn nhá. Nó khá là dày dặn. Sàn phẳng. Trên cái lớp sàn này thì cũng đã được lót thêm một cái lớp sàn tôn rồi. Bây giờ em sẽ cho các bác xem toàn bộ phần lòng thùng của mẫu xe này nhé. Chiếc xe này thì đã có lót một lớp sàn tôn bên trong. Đây, như toàn thể cô chú anh chị em có thể thấy được rằng chiếc xe này thì 3 bửng thì cũng đã được đều được lót tôn hết rồi. Với kích thước lòng thùng dài của nó là 3m17, rộng là 1m630, và cao thì cũng được 1m780 thì phải, 1m780. Đấy, cao 1m780, chưa tính phần sát xô nhé, chưa tính phần sát xô. Có thể nâng lên được nữa, có thể nâng lên khoảng tầm 10-20 phân nữa. Đây là phần nâng lên nhé. Ok, toàn bộ đèn đếp thì đồng nguyên bản hết rồi. Đèn đếp đồng nguyên bản hết. Dàn lốp còn tương đối nhé, dàn lốp còn tương đối đẹp. Đây, toàn bộ phần ốc tắc kê. Đây, ốc tắc kê sáng choang này. Đấy, và tất nhiên là những cái mẫu xe này thì cam kết cho cô chú xem, thứ nhất là xe cam kết không đâm va.
cam kết pháp lý đảm bảo, cam kết máy móc nguyên bản. Và đó là chia sẻ review nhanh về cái mẫu xe Hyundai H150 đời 2022. Mức giá đang dành cho mẫu xe tải này 355 triệu đồng cho mẫu xe này, và đã bao gồm chi phí rút hồ sơ. Anh chị em mà đang quan tâm đến cái mẫu xe này thì kết nối với em nhé. Xin được review lại, thông tin lại về mẫu xe này. Hyundai Porter H150 tải 1,4 tấn, đầy đủ điều hòa, lót sàn đời 2022, đã rút hồ sơ. Mức giá dành cho mẫu xe tải này 355 triệu đồng cho mẫu xe này nhé. Rồi, đó là một cái video review chi tiết về cái mẫu xe Hyundai H150 đời 2022. Cô chú chị em mà đang cần thêm thông tin gì thì kết nối với em qua các số hotline được ghi trên hình, đó chính là 0975 180 777 0981 188 765, để có thêm mức giá ưu đãi nữa. Và mức giá 355 triệu đồng là cái mức giá đã bao gồm cái chi phí rút hồ sơ. Anh em quan tâm kết nối với em nhé. Địa chỉ của em ở phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, Thái Nguyên. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ báo giá review xe lần sau. Xin chào.